Tin mừng theo Thánh Luca. Một môn đệ nói với Đức Giêsu: "Xin thầy dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông." Cầu nguyện không ngừng. Một phú ông luôn cảm thấy lòng mình thiếu thốn, nên quyết định lên đường tìm hiền nhân để hỏi. Khi gặp vị thiền sư, ông hỏi: "Thưa ngài, tôi có rất nhiều tiền, muốn thứ gì thì có thứ đó, nhưng lại không cảm thấy vui và hạnh phúc được." Vị thiền sư hỏi ông: "Thế ông muốn xin gì?" Ông ta bối rối khi nghe thiền sư hỏi ông như thế, vì ông không biết mình đang cần gì. Cầu nguyện là một phần không thể thiếu trong đời sống của người Kitô hữu. Bởi lẽ chính Đức Giêsu đã là mẫu gương về việc cầu nguyện không ngơi nghỉ. Trước mỗi biến cố như chọn các tông đồ, giảng dạy, khổ nạn, Đức Giêsu hằng kết hiệp với Chúa Cha bằng việc cầu nguyện. Làm môn đệ của người, mỗi khi tơ hữu không thể kết hiệp với Thiên Chúa nếu không yêu mến việc cầu nguyện. Cầu nguyện không đồng nghĩa với cầu xin theo ý chúng ta, nhưng trước hết là tìm thánh ý Thiên Chúa để thực hiện. Xin đừng làm theo ý con, nhưng một theo ý Cha. Đó là cách thức cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa mà Đức Giêsu đã nêu gương cho chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng, vì không có Chúa, chúng con chẳng làm gì được.